Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập 19, cả đám Lâm Hạo Thần sau khi vừa đánh bại Địa Khắc Tộc ẩn hình đã liền bị Bích Lục Song Ma Đao truy sát. Lúc trước, Địa Khắc Tộc ẩn hình kia thực lực có thể đến gần cấp 5, nhưng tuyệt đối không đến được cấp 5 và vô luận là nhân loại hay là ma tộc, cấp 5 phân biệt là một lĩnh vực khác. Tương đương với kỵ sĩ trong đại kỵ sĩ cùng đại địa kỵ sĩ khác biệt, cho dù là cấp 9 đại kỵ sĩ cùng cấp 1 đại địa kỵ sĩ đều không thể vượt qua lệch trời. Không nghi ngờ chút nào, Bích Lục Song Đao Ma có thể làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Đây cũng không phải là tu luyện bình thường, bọn họ là chân chính đối mặt với một gã cường địch tu vi cấp 5, một khi thất bại chỉ có thể tử vong. Trước mắt, sau một hồi giao chiến, Lâm Gia Lộ đã dùng hàn băng tạm thời chế trụ được nó, nhưng là linh lực của nàng cũng vì thế mà dần tiêu hao. Nếu như trước lúc đó còn không nghĩ ra cách giải quyết, e rằng chỉ có thể bỏ mạng tại nơi này. Chân thân bị một kích của Bích Lục Song Ma Đao suýt chút nữa lấy mạng. Hiện tại, mặt cát không còn một giọt máu. Hắn ta lúc này đã buông bỏ hoàn toàn ý chí chiến đấu. Ý niệm duy nhất lúc này là chạy trốn. Lòng Hạo Thần ở bên cạnh tranh thủ ổn định lại thương thế, đồng thời suy nghĩ biện pháp đối phó. Khi hai mắt hắn vừa mở ra, thì khối băng khổng lồ trước mặt Lâm Gia Lộ cũng bị phá vỡ, khiến nàng bị hất bay ra xa. Bích Lục Song Ma Đao vừa thoát xác đã hung hăng nhắm phía Lòng Hạo Thần, cứ thế tiến tới phát động công kích. Lần này, Lòng Hạo Thần không đứng bất động sử dụng thần ngựa cách đáng, ngược lại hướng Bích Lục Song Đao Ma bước lên một bước. Y như trước câu hỏi giống nhau như đúc, song đao của Bích Lục Song Đao Ma cũng không phải đồng thời chém xuống. Khi đao thứ nhất vừa tới trước mặt, Lòng Hạo Thần đột nhiên tăng tốc, lắc mình sang bên cạnh. Ngay sau đó, trong tay trái của hắn cầm quang trụ chi thuẫn, bạch sắc quang mang trong nháy mắt theo sức mạnh bộc phát ra, trong nháy mắt cùng đệ nhất đao của Bích Lục Song Đao Ma chạm vào nhau. Thanh thấm chi thuẫn, phòng ngự kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, thần thánh quang minh linh lực tạo thành tấm chắn năng lượng. Thân thể Long Hạo Thần chỉ hơi choáng một cái, trong nháy mắt hắn ổn định lại, một lần nữa tạo ra thần ngự cách đáng kiên cố. Kịch một tiếng, đao thứ hai vừa lúc này chém vào trên quang diệu chi thuẫn, kim quang bay lên, Long Hạo Thần rốt cuộc ngăn cản chính diện hoàn thành đối phó với nó. Kiếm quang giơ lên cao, một vần sáng hảo quang mũi nhọn trên trán Long Hạo Thần phóng ra. Thủ hộ kỵ sĩ kỹ năng cường kết quang hoàn, gia tăng hết thảy linh lực công kích 10% hiệu quả. Trên thân bốn người một lần nữa bao phủ lên một vầng hào quang. Trải qua cường kết quang hoàn tăng phúc trần tư, nhân cơ hội toàn lực ứng phó trùng kích, Bích Lục Song Đao Ma bị một kích của hắn đánh ngã xuống một thước. Ngay sau đó, thanh trường kiếm hồng sắc trong tay Lý Kinh cũng phát động, cứng rắn đâm vào khe hở nửa thước trên giáp sắc Bích Lục Song Đao Ma, làm nó đau đớn hét lên. Thừa dịp trần thần phát động thiên hỏa thứ để được ăn cả ngã về không. Đây là một cách mạnh nhất của hắn đánh vào khe hở giáp xác của Bích Lục Song Đao Ma. Có trần tư phụ trợ, Lòng Hạo Thần lại tiếp tục xông tới, quang diệu chi thuẫn ngăn chặn, thanh thấm chi thuẫn lần nữa phát động. Kiếm quang sáng lên, thần ngựa cách đáng lại dùng được, phịch một tiếng, kim quang nóng lánh, chống đỡ thành công. Máu mũi, miệng của Lòng Hạo Thần chảy ra. Kim hồng sắc quang mang, phảng phất như chia cắt toàn bộ thế giới, hóa thành một đạo cầu vồng âm ầm lao tới, hung hăng đâm một chút vào hỏa kiếm trên thân thể Bích Lục Song Đao Ma. Một tia bích lam u quang lặng yên không một tiếng động chợt lóe lên phóng thẳng vào gáy con ma thú đang điên cuồng kia. Lâm Gia Lộ vẫn duy trì tư thế pháp trượng, sắc mặt cũng đã tái nhợt, một cái băng minh châm còn lại này là chút linh lực cuối cùng của nàng. Kiếm quang trong tay Long Hạo Thần rơi xuống đất, một vòng kim sắc quang mang từ thân thể của hắn bộc phát ra, kỹ năng của trừng phạt kỵ sĩ thăng tiến trận. Bích Lục Song Đao Ma bị đâm sâu một thước, thụ thương không nhẹ, Long Hạo Thần thì bị dính đầy đủ phải hơn 5 thước. Trần Tư bỏ dậy khỏi mặt đất. Hoành trọng thuẫn che trước người Long Hạo Thần, thân thể Bích Lục Song Đao Ma phảng phất cứng ngắc lại, đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng loạn choạng. Thời điểm lần thứ hai, Long Hạo Thần ngăn trở Bích Lục Song Đao Ma, Lâm Gia Lộ công kích bằng băng minh châm cũng đã chuẩn bị xong, nàng chậm chế chờ đợi. Chỉ có một cách duy nhất, nếu như không thể trúng được mục tiêu yếu hại thì nàng cũng đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Lý Kinh chờ đợi một khắc Bích Lục Song Ma Đao bị thương nặng, cơ hội rốt cuộc đã tới, một chiêu hợp nhất cuối cùng với tinh rượu độc, giáp thú phóng ra, cùng lúc băng minh châm xuyên qua não. Cho dù Bích Lục Song Đao Ma thân thể cường hãn cũng không thể sống sót. Khi ma thú trước mặt đã ngã xuống, tất cả thở phào một hơi nhẹ nhõm, lần này trải qua thập tử nhất sinh, quả thật đã kích thích hết thảy giới hạn của bọn họ. Toàn rời đi thì Long Hạo Thần phát hiện Hạo Nguyệt đang gục đầu trên người Bích Lục Song Đao Ma. Hai đầu cắn xé giáp sắt ở đầu ma thú, thỉnh thoảng còn phát ra hỏa hệ cùng quang hệ ma pháp. Sau một khắc, một viên màu xanh nhạt như thủy tinh động từ trong đầu Bích Lục Song Đao Ma bật ra. Hạo Nguyệt không chút khách khí, một ngụm há miệng nuốt xuống. Hiển nhiên, đây chính là ma tinh của ma thú. Cũng trong lúc này, ở một địa phương khác, một giọng nói thần bí vang lên. Thải Nhi, cũng đã đến lúc người tham gia tuyển chọn điệp ma đoàn rồi. Đến đây thì cũng hết tập 20 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.